Hôm nay thì mình xin hướng dẫn các bạn làm một trang web để có thể tặng cho bạn gái hoặc là người yêu hoặc là vợ. Thì trang web nó rất đơn giản như thế này. Đấy. Thì các bạn cứ xem demo một đoạn. Thì đây là đoạn chữ này, thì các bạn có thể sửa được nội dung này. Thứ hai là cái ngày này là cái ngày tính từ ngày kỷ niệm của các bạn, thì có thể là ngày quen nhau hoặc là ngày yêu hoặc là ngày cưới gì đấy. Đấy, thì trang web này có thể là để gửi tặng bạn gái hoặc là ngày sinh nhật gì đó, tùy các bạn chỉnh ý nội dung này thôi. Thì mình xin hướng dẫn các bạn các bước để làm được một trang web như thế này. Rất nhanh thôi, chắc là chỉ 10-15 phút là làm được. Cho những người không biết tí gì về lập trình thì cũng có thể làm được. Thì đầu tiên là các bạn cần một cái hosting để đăng cái trang web này lên. Thì nếu mà các bạn có web cá nhân của mình rồi thì các bạn có thể up cái code này lên. Nếu mà chưa có thì mình xin hướng dẫn là các bạn đăng ký một cái trang miễn phí, là cái trang này, như ở trên địa chỉ mình điền ở đây. Có thể mình sẽ đây, mình sẽ phóng to cái địa chỉ trang web này ra. Đây, trang web ở trên màn hình đây, theo đúng địa chỉ này. Đấy, thì vào đây thì các bạn nhập cái tên miền. Thì các bạn có thể nhập cái tên tên bạn gái, tên vợ của bạn vào đây, hoặc là tên gì đấy để ý nghĩa. Ví dụ như là mình nhập ở đây là tặng người yêu. Đấy. Sau đó thì nhập cái mật khẩu các bạn tự tạo vào nhé. Nhập cái địa chỉ thư của bạn vào đây để nó sẽ gửi thư xác nhận về cho bạn, và nhập cái mã xác nhận vào đây. Thì ví dụ một cái thư luôn. Đây, mình sẽ lấy địa chỉ thư này điền vào đây, nhập mã xác nhận. Đấy, thì sẽ nó sẽ báo một cái thư là một cái thư kích hoạt sẽ gửi đến cái địa chỉ email của các bạn. Thì bạn mở email ra và check. Ở đây thì mình sử dụng cái email 10 phút. Cái email 10 phút này là nó có một cái một cái tính năng là nó sẽ để ra một cái địa chỉ email miễn phí cho các bạn dùng trong 10 phút để các bạn có thể đăng ký những cái diễn đàn hoặc là những cái gì mà các bạn không có địa chỉ email, hoặc là các bạn chỉ đăng ký các bạn dùng một lần, không cần nhớ, không cần sau cũng không cần kích hoạt là quên mật khẩu hay gì đấy, thì bạn dùng đây, thư đã về đây thì bạn ấn vào đây để kích hoạt, ấn vào cái đường dẫn này và chờ. Mình nói tiếp về cái email 10 phút này. Đấy, thì là nó sẽ cho các bạn 10 phút này. Địa chỉ email của bạn sẽ hết hạn trong, đây là mình còn 8 phút rưỡi. Đấy, nếu mà các bạn mà vẫn đang muốn dùng mà nó gần hết hạn thì các bạn ấn vào cái nút hãy cho tôi hút nữa. Không biết là ở đây là họ dịch nhầm hay là họ cố tình dịch như thế. Thì mình theo mình thì hãy cho tôi chút thời gian nữa chẳng hạn. Đây, hút nữa thì mình hút thêm phát nữa. Đấy, thì mình sẽ lại được tính lại từ 10 phút.
Ví dụ các bạn mà đang dùng mà vẫn muốn dùng tiếp thì nó còn khoảng 30 giây thì các bạn lại hút phát nữa. Đây cái tài khoản của mình đang được tạo đây. Khi nào tạo xong thì nó sẽ có một cái thư gửi về hòm thư của các bạn. Thì trong quá trình đợi cái trang web này nó tạo cái tên miền với lại cái hosting miễn phí cho mình ấy, thì mình xin giới thiệu các bạn về cái web này. Web này đầu tiên thì các bạn cần phải có một cái file, ở đây mình để file đây. Có một cái bộ file này. Một bộ file này thì mình sẽ nén lại. Mình sẽ nén lại và gửi cho các bạn. Thì các bạn muốn lấy cái bộ một cái bộ 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 code này thì các bạn nhắn tin Zalo cho mình. Nhắn tin Zalo cho mình vào cái số điện thoại này. Hoặc là bật cái Zalo lên, quét cái mã QR ấy, thì nó sẽ vào cái số điện thoại của mình. Đây số điện thoại Zalo của mình đây. Các bạn nhắn tin vào thì mình sẽ gửi qua Zalo cái bộ code đó. Thì cái bộ code này thì có mấy cái các bạn cần chỉnh như sau. Thứ nhất là các bạn chỉnh cái nội dung này theo ý các bạn. Đấy, ví dụ có thể bạn thay tên người yêu hay gì vào đây, chỉnh cái thời gian này cho nó về ngày của các bạn. Thì chỉnh thì các bạn mở cái file này bằng cái notepad này. Cái notepad này nếu mà nó không hiện ở đây lên đấy thì các bạn vào cái cửa sổ Windows này, các bạn tìm Notepad và các bạn gõ Notepad là nó ra. Đấy. Gõ Notepad nó ra thì các bạn open open đến cái địa chỉ đến cái thư mục chứa cái này, hoặc các bạn có thể kéo nó vào đây. Đấy. Thì có mấy cái cần chỉnh như sau. Thứ nhất là cái nội dung này. Nội dung này. Đấy, ví dụ những cái nội dung này thì bạn chỉnh theo ý của các bạn. Đấy. Với cái thứ hai nữa là cái phần ngày tháng năm. Cái phần ngày tháng năm thì nó ở đây. Đây đang để là ngày ngày mùng 1 tháng 3 năm 2020 này. Ví dụ như là mình chỉnh về năm 2015 đi. Đấy, ví dụ chỉnh về 2015 nhé. Xong mình lưu lại. Mình lại vào cái trang này, mình F5 này. Đấy, thì nó sẽ nhảy về nó tính từ cái ngày mùng 1 tháng 3 năm 2015 đến nay, nó là 1837 ngày. Nếu các bạn mà nghi ngờ cái số này có thể lấy máy tính là tính. Đây, về cái tài khoản của mình thì nó đã tạo xong cho mình đây. Tài khoản của mình đây. Đấy. Thì sau khi mà có cái tài khoản này nhá, thì các bạn copy phần này lưu lại để sau mình sử dụng, hoặc là trong email nó cũng báo một cái email về này. Như đây. Đây các bạn lưu ý cái phần này, các bạn copy lại. Thì trong đó cái địa chỉ trang web của mình sẽ là tặng người yêu này, freevnn.com này. Thì các bạn copy cái đường dẫn này, copy cái đường dẫn này, xong rồi vào trong Zalo. Ở trong Zalo thì nhắn gửi vào cho mình với cái địa chỉ này như thế này, ví dụ thế. Xong là mình sẽ gửi cho các bạn cái code web. Thì mình sẽ đến các bước tiếp theo nhé. Mình sẽ lưu lại cái này để có thể mình không nhớ chẳng hạn, thì lưu lại, các bạn lưu lại. Sau đó thì các bạn vào cái địa chỉ này để mình up cái code của mình lên. Thì đầu tiên là bạn điền
điền cái username của bạn vào nhé. Username, mật khẩu này. Mật khẩu là cái mật khẩu mình đã đăng ký, họ ở trong đây nó cũng ghi này. Đây, password này. Xong ấn đồng ý. Đồng ý ở cái nút màu xanh này. Sau đó là các bạn ấn vào cái mục là file này, online file manager này. Ấn ở đây để up file lên. Xong các bạn vào cái thư mục HD doc này. Đấy, thì là cái code của mình sẽ up lên đây. Thì các bạn có hai cách, mà các bạn là upload thư mục, upload file lên. Đấy, thì mình cái file của mình ở đây. Thì sau khi các bạn chỉnh hết những cái nội dung này nhá, thứ nhất là cái ngày tháng này. Đấy. Thứ hai là cái nội dung này. Cái nội dung chữ nó chạy chạy đấy. Thì các bạn ấn file này, ấn save lại. Save lại. Thì đây. Ngoài ra thì nó có một cái music này. Nó có bài hát ấy, thì thực ra cái code miễn phí, cái tên miền miễn phí mình đăng ký nãy thì thực ra nó chạy cái phần nhạc này nó không không ổn định lắm. Nhưng mà nếu mà bạn có một cái hosting nó ngon hơn ấy thì nó sẽ chạy được, thì nó sẽ ra cái bài nhạc này. Bài nhạc này nó đang khá là hay. Bài nhạc này khá hay, hợp với lại cái hợp với lại cái nội dung của trang web. Thì các bạn có thể thay thay cái bài hát khác mà bạn muốn. Các bạn có thể thay cái bài hát khác các bạn vào đây. Thì thứ nhất có thể các bạn đổi tên thành giống như file này, thay thế file này. Hoặc là các bạn có thể sửa trên trên cái notepad của mình thôi nhỉ. Bạn có sửa sửa thêm cái mục này. Đây. Thư mục luyện bài hát. Thì nếu mà các bạn cho tên được bài hát vào thì các bạn sửa cái này thành ví dụ cái bài ABC gì đấy, đuôi là nhớ đổi về đuôi MP3 nhé. Đấy, còn không thì để đơn giản thì các bạn cứ thay cái nhạc ở đây để cái tên nó giống y hệt này. Được, đơn giản nhất là như thế. Thì là sau đó thì mình up cái web này lên, up cái web này lên thì up bốn cái file này nhé, bốn cái thư mục và cái file này, thì up lên đây, up lên đây, thì mình kéo này, thả vào đây, đang đợi nó chạy. Đấy, ví dụ như là cái mail của mình nó đang còn 1 phút 20 giây là nó hết hạn, mình hút phát nữa. Đấy, nó lại lên đến 10 phút. Đấy, còn cái này nó đang tải lên, tải file lên. Đấy, nó đang tải file nhạc của mình lên. Thì sau khi nó tải lên ấy thì các bạn copy hướng dẫn này. Còn mình vẫn đang chạy tải nhé, chắc là nó chưa chạy xong được. À, tải này. Đấy, nó vẫn đang lỗi nhé. Khi nào nó tải xong hết thì cái này nó sẽ chạy. Nhưng mà nội dung thì nó sẽ vẫn kiểu kiểu như này. Đây mình sẽ upload được 10/20. Ngoài ra thì mình nếu các bạn không không gửi được số Zalo cho mình thì các bạn vào cái trang trang này ZP, trang như trên mình gõ này nhá, thì các bạn enter này thì nó sẽ ra một cái nhóm Zalo của bọn mình. Đây, các bạn ấn vào nhóm Zalo này thì mình chia sẻ những cái
cái video lên cái nhóm này. Các bạn vào nhóm Zalo này thì sau khi vào nhóm Zalo thì mình sẽ gửi cái file code cho các bạn. À mà các bạn sẽ không phải nhắn tin cho mình đâu, bởi vì đường link tải mình sẽ để ở phần mô tả hoặc bình luận của video nhé. Đây thì mình thấy là cái file của mình up kéo thả phải lại lên thì nó chưa đủ hết này, nó vẫn thiếu. Ở đây mình có mấy thư mục này nhưng đây nó lên có một cái. Đấy. Mình sẽ tải lại cái trang này xem. Thế thì nó vẫn bị thiếu. Vẫn bị thiếu thì các bạn lại kéo lại. Kéo lại mục này. Ra thì nếu mà các bạn ấn vào cái upload file, upload thủ công từng file một lên thì chắc là nó sẽ đầy đủ hơn. Đây mình upload những cái file nó thiếu lên nhé. File music này. Đấy. Cơ bản ok rồi. Cái file index này là của mình, file này là file trước của nó, mình phải xóa nó đi. Đấy. Thì vào đây xem nó đã đủ chưa. Rồi, cơ bản là nó đủ ấy. Thì mình thử vào cái trang này. Mình em lâm lại xem. Có nhạc này nhưng lại không hiện lên này. Rồi, được rồi. Sau một hồi nó mới load được nền hết này. Đấy thì cái trang web của bạn sau đây nó sẽ này. Ấn vào cái nút này nó sẽ chạy ra cái nội dung như ban đầu ấy. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Các bạn thành công, nếu mà có cái gì không hiểu ấy thì có thể nhắn vào Zalo cho mình hoặc là
cái nhóm mà mình đã chia sẻ ban nãy thì anh em có thể hỗ trợ cho các bạn. Xin chào.